Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Hội nghị Trung ương 10 của đảng sẽ bàn nhân sự cho đại hội 14. Ngày 9 tháng 7, BBC Tiếng Việt bình luận, Hội nghị Trung ương đảng 10 bàn về nhân sự đại hội 14 có gì chú ý. Theo đó, Hội nghị Trung ương 10 khóa 13 dự kiến diễn ra vào tháng 10 sẽ bàn phương hướng công tác nhân sự cho đại hội 14. BBC nhắc lại việc, ông Trọng luôn nhấn mạnh công tác nhân sự được coi là nhiệm vụ then chốt của than chốt và liên quan đến vận mệnh của đảng và tiền đồ phát triển của đất nước. Thế nhưng, BBC đề cập đến việc Bộ Chính trị khóa 13, nhóm những nhân vật quyền lực nhất trong hệ thống đảng, đến nay đã có tới 7 người xin thôi vì mất điểm. Điều này đã đặt ra những nghi vấn về công tác nhân sự do vị Tổng Bí Thư dẫn dắt. Và đây là hình bài bình luận trên BBC. BBC dẫn bình luận của giáo sư Giờ, việc mất 7 ủy viên Bộ Chính trị là dấu hiệu cho thấy ưu tiên xây dựng đảng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sụt giảm bởi chiến dịch chống tham nhũng và các hiện tượng tiêu cực trong đảng. Ba nhiệm kỳ Tổng bí thư của ông, quá trình lựa chọn nhằm xác định và chọn lọc các lãnh đạo hồng chuyên và sạch đã thất bại. Việt Nam đang đối mặt với một hoàn cảnh chưa từng có. Hiện chỉ còn hai ủy viên bộ chính trị có thể làm trọn một nhiệm kỳ 5 năm và đủ điều kiện về tuổi để tái ứng cử, tức dưới 65 tuổi, tức là tuổi nghỉ hưu bắt buộc khi đại hội 14 diễn ra. Đó là Trần Thanh Mẫn và Trần Cảm Tú. Với tình hình nhân sự hiện tại, giáo sư Thay Giờ đánh giá rằng việc chuyển giao quyền lực đã trở nên cứng ngắc ngay cả trong thời điểm tốt nhất. Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương sẽ phải đề xuất nhiều trường hợp ngoại lệ hơn về độ tuổi hoặc thay đổi các quy tắc, quy định để kéo dài tuổi nghỉ hưu hơn thì mới có thể lấp đầy tất cả các ghế trong một bộ chính trị mới. BBC cho biết theo điều lệ đảng, số lượng ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư là do ban chấp hành trung ương mỗi khóa quyết định. Do đó, chưa rõ bộ chính trị khóa 14 sẽ có quy mô như thế nào. Tuy nhiên, giáo sư Thay Dơ dự đoán rằng, có vẻ bộ chính trị sẽ có số lượng lớn, những gương mặt mới hoàn toàn so với thông thường, chưa kể đến khả năng sẽ có một tổng bí thư mới. Và đây là hình 7 ủy viên bộ chính trị khóa 13 đã tự nguyện xin thôi các chức vụ để nghỉ hưu. BBC cũng cho biết cuộc họp đầu tiên của tiểu ban nhân sự đại hội 14 là vào tháng 3 năm 2024 do tổng trọng người đứng đầu tiểu ban chủ trì. Ông Trọng cho biết rằng các kỳ đại hội đảng thường có nhiều nội dung nhưng có hai vấn đề quan trọng nhất là văn kiện và công tác nhân sự và ông là người đứng đầu cả hai tiểu ban này cho đại hội đảng 14. BBC dẫn lời tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cho biết ông Trọng có thể giới thiệu nhân sự tổng bí thư, nhân sự bộ chính trị, ban bí thư và các ủy viên khác của tiểu bang cũng có quyền giới thiệu, lựa chọn và tất cả cùng đánh giá. Cuối cùng, tiểu ban nhân sự sẽ lên một danh sách nhân sự gồm các ủy viên bộ chính trị, ban bí thư, ủy viên trung ương và các chức danh chủ chốt của đảng và nhà nước cho khóa 14. Quyết định về nhân sự là quyết định tập thể. BBC dẫn nhận định của một nhà quan sát khác cho rằng tiểu ban nhân sự là cửa soát vé quan trọng nhất của Trung ương về vấn đề nhân sự trước mỗi kỳ đại hội. BBC lưu ý Tổng trọng cũng là người cầm trịch tiểu ban nhân sự của Đại hội 12, 13. Thực tế, khóa 12 và 13 có tổng cộng tới 10 ủy viên Bộ Chính trị bị xử lý, nhiều ủy viên trung ương đảng phải đi tù. BBC cũng dẫn chỉ đạo của ông Trọng gửi tới Hội nghị đảng ủy Công an Trung ương vào ngày 4 tháng 7, gợi ý rằng chiến dịch chống tham nhũng sẽ tiếp diễn với mức độ quyết liệt không giảm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Hội nghị Trung ương 10 của đảng sẽ bàn nhân sự cho đại hội 14. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo.Đ để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao đại án sibotra liên quan đến tổng trọng là kế hoạch của cựu Thủ tướng Bài Dũng? Một nguồn tin nội bộ tiết lộ cho Thời báo chấm đề biết rằng khả năng cao, ông Nguyễn Phú Trọng chỉ ngồi trên cương vị Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới Hội nghị Trung ương 10, khóa 13 vào tháng 10 năm 2024, rồi sẽ rút lui khỏi chính trường. Lý do được cho là Tổng trọng đang nằm điều trị tại Bệnh viện Quân đội 108, sức khỏe của ông đang mỗi ngày một yếu hơn và gần như không thể tự đi lại được. Và đây là hình cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tổng trọng đã không thể đến dự hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương, nhưng ông vẫn gửi bài phát biểu chỉ đạo cho hội nghị thảo luận. Theo đó, Tổng trọng yêu cầu Bộ Công an cần có giải pháp khắc phục triệt để tình trạng lộ bí mật nhà nước. Điều đó có liên quan gì đến việc trên mạng xã hội của người Việt trong những ngày gần đây đã và đang bàn thảo sôi so nổi về những sai phạm của ông trọng cách đây khoảng 20 năm. Sai phạm này có liên quan đến dự án khu đô thị mới Nam Thăng Long, đây là một dự án đầy tai tiếng và là một vết chàm khó có thể xóa sạch của Tổng Trọng khi còn giữ chức bí thư thành ủy Hà Nội. Cụ thể, dự án khu đô thị mới Nam Thăng Long, còn gọi là Sibutra, là một dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đầu tư lên tới 2,11 tỷ đô la do tập đoàn Sibutra Indonesia làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, sau đó dự án này đã bị phát hiện là cố tình áp sai thuế một cách nghiêm trọng. Kết quả đã làm thất thoát khoảng 3.000 tỷ đồng nguồn thu ngân sách của Hà Nội truyền thông nhà nước ngày 3 tháng 7 đồng loạt đưa tin liên quan tới việc Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội truy vấn các đơn vị và cá nhân liên quan đến vụ việc vừa kể. Đáng chú ý, theo báo Dân Trí, đại biểu Vũ Ngọc Anh, quận Bắc Từ Liêm cho biết một số văn bản liên quan các dự án do cơ quan trung ương gửi xin ý kiến, nhưng các sở ngành được thành phố giao tham mưu nên trả lời rất chậm. Dẫn trường hợp cụ thể liên quan dự án Sibuta, ông Ngọc Anh cho biết Ngày 29 tháng 11 năm 2022, Bộ Kế hoạch Đầu tư đã có thông báo số 1 kèm theo hồ sơ tài liệu gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị có ý kiến về dự án. Tuy nhiên, đến ngày 11 tháng 9 năm 2023, Bộ này vẫn chưa nhận được ý kiến của lãnh đạo Hà Nội, mặc dù đã có 3 văn bản đồn đốc để có căn cứ báo cáo Thủ tướng. Và đây là hình Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm. Điều vừa kể cho thấy Thủ tướng Phạm Minh Chính trước đây đã có những động thái xúc tiến xới lại nghi án tai tiếng này của Tổng trọng. Kể cả ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, một thành viên cấp cao của phe nghệ tỉnh cũng không thể từ chối. Nghĩa là đây là việc làm có hệ thống trên cơ sở mở rộng hồ sơ của vụ án có liên quan đến dự án khu đô thị Ciputra Hà Nội vào năm 2002. Khi đó, Bộ Công an dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hưởng đã tiến hành điều tra vụ án này. Đây là giai đoạn ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng, từ năm 2006 đến năm 2015. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên vụ án đã phải đóng lại hồ sơ để đến năm 2013. Bộ Chính trị đã buộc tướng hưởng một nhân vật thân cận với ông Ba Dũng phải nghỉ hưu. Trên mạng xã hội, có nhiều ý kiến cho rằng đây là một cách đánh án quá quen thuộc của ông Tô Lâm và Bộ Công an. Cũng giống như khi lật hồ sơ vụ án tham nhũng của cựu chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cách đây gần 12 năm vì nhận hối lộ của tập đoàn Phúc Sơn 64 tỷ đồng để xây dựng nhà thờ họ ở quê nhà Vĩnh Long. Những thông tin kể trên cho thấy hoàn toàn phù hợp với nguồn tin nội bộ đã tiết lộ cho Thời báo chấm biết rằng Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính đều là cấp dưới cũ của bà X do bà X dựng lên, cho nên hiện nay thực ra hai người này đang cùng một phe. Và đây là hình Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác giả Dương Vũ được cho là bút danh của Thượng tướng Bùi Văn Nam, thứ trưởng duy nhất chống lại ông Ba Dũng và Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đã tiết lộ trong loạt bài viết Ai đang làm khánh kiệt đất nước, trong đó khẳng định Ông Nguyễn Văn Hưởng chính là bộ não của ông ba. Tất cả mưu mô, thủ đoạn của anh ba đều xuất phát từ tướng Hưởng. Tướng Hưởng đã gom cho mình vô cùng nhiều tài sản có giá trị và dựng lên được đệ tử ruột, đó là Tô Lâm. Theo đó, tuy không được đánh giá cao về độ mưu mẹo so với tướng Hưởng, nhưng tướng Lâm khôn khéo và ít kẻ thù hơn tướng Hưởng chúng tôi sẽ trở lại với quý vị về chủ đề Nguyễn Văn Hưởng và kế hoạch hậu Ba Dũng trong các chương trình sau. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Vì sao đại án Sibutra liên quan đến tổng trọng là kế hoạch của cựu thủ tướng Ba Dũng? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đầy để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới